nó mỏng lắm, mỏng này anh em ơi.
Rồi, ok. Bây giờ tiến hành cái mình mài xong rồi mình làm nguội mình tra luôn anh em ơi. Vô bào ha. Rồi, ok. Dao mình đã mài xong rồi anh em ơi. Ha. Giờ tiến hành cái mình vô luôn. Cho nó rồi luôn. Ha. Thử nhẹ nhẹ coi, bén không ha. Rồi. Rồi tiến hành rồi mình nhìn là vô luôn. Rồi, ok. Nay nghỉ khỏe vậy? Nay nghỉ khỏe sớm vậy? Chuyện nay sao được nghỉ khỏe sớm vậy? Mỗi bữa không được minh mẫn hả? Chơi với tao biết không minh mẫn như vậy. Rồi bây giờ mình ấy rồi ha, giờ đi mài cho nó ngắn lại bớt chút, làm chút đồng luôn đi cho nó chắc chắn.
chú anh chị mình thông cảm nha. Kế bên nhà có đám, đâu mình thử nhẹ nhẹ có được chứ. Chỗ này còn mỏng ha, vậy cũng tạm rồi. Tạm là có cái mình tạm là chưa có tra cán ha. Tạm nó gì đi, thà nó mỏng rồi mình từ từ mình chỉnh lên. Rồi sẵn ở đây mình chỉ anh em chỉnh luôn cho chú anh chị mình ha. Chú thì không dám rồi, chỉ cho mấy anh em ha, mấy cô chú thì gành này ha. Rồi dục nó đây, dục cán luôn. Rồi tiến hành vô cán luôn. Uống nước đi, đi mua đi. Uống gì? Có xì tin đó nha Đam. Rồi ở đây mình làm thì mình chừa lại chút xíu ha, đóng rồi sau này tháo ra tháo vô từ từ nó ấy anh em. Đó mình chừa lại đây khoảng 3-4 ly, gần 4 ly đó nha. Rồi bây giờ mình thử lại coi, sẽ thử lại ha, thử lại nó vừa chưa. Chút bị cắt cái này luôn, chút bị cắt này luôn ha. Mình thử vài ba nhát anh em. Đó, này nó hơi dày ha. Đó, thì làm cho nó dày đi rồi anh em mình từ từ về mình ấy. Cái mốt cũng già dữ lắm rồi ha. Đó. Này là nó dày nè, hơi dày nè. Nếu dao gọt là nó này nó hơi dày ha. Thấy không, cái mốp nè, mốp cái dạ hột đen rồi ha. Sơ không à, xích ra ngoài đi, cái đèn hầu nó rớt ra trong đây mình không có lụm được nó nè. Sơ nè, ủa để mình thử đây ấy ha. Tại vì sắt cái này nhiều khi người ta sắt ta xài sắt ớt, sắt này sắt nọ nó chứ không phải là chỉ gọt rồi là vỏ này vỏ kia không ha anh em. Thì để chút xíu mình nói anh em cái phần mà để mình chỉnh cái dao. Thì sẵn đây mình hướng dẫn luôn cái chỉnh. Thôi bây giờ mình là thử một bẹ bạc hà anh em ha, để thử giống như mình sắt ớt thử coi ha. Cái này thì nói chung mình gọt vỏ thì cái này nó hơi dày rồi nè. Nó vỏ như dưa leo đó là mình gọt hơi dày ha. Bây giờ không có trái dưa leo mình thử nữa chứ. Để mình ấy cái con bẹ bạc hà. Đó. Rồi. Thử anh em ơi, sao? Cho mấy chị mấy cô ha. Đó. Nói chung này như bào ớt đồ á thì cái này nó hơi dày rồi nè. Đó. Mà gọt ví dụ như gọt cái này á thì đó. Mình gọt bóp gọt gì thì cái này nó hơi dày vậy ha. Gọt mớp thì được, nhưng mà gọt bầu bí thì nó hơi dày. Thì bây giờ mình chỉnh lại cho anh em mình xem. Thì giờ trước kia chỉnh mình gọt cái này cái thử cho anh em mình xem ha. Thank you.
xả rồi là sắt gì được rồi nè anh em. Đó. Có cái là cái gọt da dưa leo nó hơi dày. Thì bây giờ mình sẽ chỉnh lại cho anh em xem cái luôn ha. Sẵn đây mình chỉnh luôn ha. Đó. Trước hết thì mình sẽ có một cái kìm. Hai cái kìm ha. Để mình lấy cái kìm cái. Đây thì mình có hai cái kìm rồi ha. Hoặc mình về mình kiếm cái miếng dán chẳng khúc cây gì á, mình lấy cái sứa mình sứa làm sao mình đó đút cái này vô cái kẹt được ha. Đây mình nhớ đút làm sao cho đừng có vô cái lưỡi này, chừng nó mẻ cái lưỡi nha. Là mình đút cái chỗ này nè. Đó. Nhớ nha. Ví dụ cái dao này mình bào như vậy, nó là cái dao này treo tay mặt ha. Thì mình bẻ cái miếng này sao mình bẻ xuống. Đó mình bẻ qua đây. Bẻ qua đây ha. Để cho nó ấy lại. Đó bây giờ mình sẽ tiến hành mình bẻ luôn cho anh em mình xem, cô mấy chú mình xem luôn ở nhà mình tự điều chỉnh ha. Lỗi mình kiếm cái gì mình lót cái để nó bá vô cục đe mình hồi nó mẻ lưỡi nè. Đó mình sẽ bẻ xuống ha, mình bẻ xuống vậy ha. Mình bẻ qua đây ha, mình bẻ dạt về hướng này. Cho nó kẹt nhỏ lại. Đó. Rồi vậy là được rồi. Nhẹ thôi. Đó. Rồi mình bào thử coi. Nhẹ thử coi. Đó, nó dịu lại, nó mỏng rồi ha. Nghe cái tiếng nó là nhẹ rồi ha. Đó. Đó. Cỡ này là bông súng rồi mình bào rồi ok ha. Nó mỏng lắm, mỏng này anh em ơi. Ha. Như bào bắp chuối á, thì cái này nó mỏng dữ lắm rồi ha. Giờ nửa đêm mình không biết là đi lấy cái gì mình bào thử. Đó. Rồi, thì bây giờ cứ vậy đó. Mình nếu mình ví dụ như là mình muốn đây là cái dao này ha, cái lưỡi này nằm bên đây ha, nó vậy ha. Nếu mà cái này mình muốn nó mỏng á thì cái này mình bẻ xuống đây, bẻ xuống. Còn muốn dày bẻ lên, nhưng mà bẻ ngay chỗ này ha. Ngay chỗ này mình bẻ chỗ này nha, đừng có bẻ chỗ này nha, đừng có đập đây ha, đừng đập toàn thân từ khúc này trở về trong này không có đập búa nào hết. Chỉ là mình bẻ chỗ này một chút xíu thôi. Đó, thì anh em mình nhớ nha, đút vô cái kẹt như vậy. Đó, mình cưa một lần cưa đi, thí dụ lấy cái sứa cái gì mình cưa vô cục cây của mình, cái mình để cái dao lên vậy rồi cái mỗi lần cái mình lấy cái kìm bẻ qua bẻ lại. Đó, mình bẻ làm sao vừa ý của mình thôi. Rồi, mình bẻ đang cho cái độ hở này nó hở ra nè anh em. Ha. Cái độ này độ hở này nè, nó sẽ hở ra. Đó. Rồi, ok. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắt cái này luôn cho anh em mình xem cái hình ra hình dao luôn ha. Rồi. Rồi ok, cái dao mình đã cắt xong rồi. Ha. Anh em. Ha. Mới sắm được trái dưa nè, chạy đi tiệm mới sắm được trái dưa thối thần luôn nè ha. Đó. Cái dưa nó héo cái đầu ha. Thối thần luôn chứ. Để gọt thử coi. Ủa cho anh chị thấy không? Đó, mỏng vậy là vừa rồi ha. Nè. Mỏng tới vỏ xanh là của dưa rồi. Đó. Đó. Mỏng như là lúa luôn rồi ha. À da, xin lỗi, đụng vô cái cam. Đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mỏng quá luôn rồi đó. Thì mỏng quá, ví dụ anh em mình muốn mỏng quá thì bẻ cái đầu này qua một bên đó, vậy thôi đó. Giờ mình sạc nè, thử nha, thiệt luôn, không có thử nữa, nãy giờ thử hoài, giờ tới ăn rồi không có thiệt đi. Hỏi chắc ăn chưa ba, chưa chắc ăn đâu mày, hồi cái chắc ăn chưa ba, nấu cơm chín là dọn lên ha, làm cái đụng cái đó, con nói rồi chưa chắc ăn mà xuống đất hết trơn. Chắc ăn chưa ba, đờ quá, quên nữa, lụm lận mớ đằng tối đắp mặt con coi, quên nữa chứ, chết luôn. Vừa tới vừa luôn ha, còn để nạn mớ đây ha, còn đó dục đi, lỡ rớt đất rồi. Rồi ok, vậy là xong ha. Để kiếm có cái gì để thử test cho con gái nữa coi. Rồi ok, có đồ chơi nữa rồi cô chú anh chị đó. Xé miếng giấy này con gắn là thành một ấy, mình sắt thử coi cái đầu bán nó sao ha. Đó, ấy da, quên nữa, cái gặp gì cũng dục hết trơn, quên ha. Con gắn là thành như liếu thuốc hút coi, rồi con sắt thử coi. Làm như hút thuốc nhà nghề vậy ha, nói gắn như hút thuốc ha. Bởi vậy đó, làm như hút thuốc nhà nghề vậy ha. Đó. Rồi để con thử coi đứt không đây nữa, gán đứt đi chứ mắc cỡ thôi, thôi thúi mặt. Ừ, sắc làm như hành nha, à, cái gì qua này, sắc làm như ấy ha, xả ha. Người đã chưa, đã chưa nào đó, giống như xả vậy. Bây giờ kiếm xả đâu có, nhận sắc khắc giấy đi. Quá trời rồi, ngó không chứ chị, quá trời xả luôn ha, đúng xả luôn á, nhưng mà xả nhà đúng xả luôn. Quá trời luôn. Rồi để coi có trò khỉ gì nữa không, con làm mấy trò nữa coi. Rồi mình sắc xả rồi, phải sắc tỏi nữa cô chú anh chị ha. Đó, sắc xả rồi, giờ tiếp tục mình sắc tỏi, có lửa lửa củ nào hay tép nào ha, lấy tép nhỏ này đi, nhín nhín đi, mày nghèo quá, nhín nhín đi. Ăn ít thôi, gia vị ít thôi ha. Đó, giờ con sắc nha, đó, bào nha. Đó, cuối cùng làm cái nữa đi, rồi hết luôn. Thấy vậy với con ấy á, đây là cô chú anh chị thấy không, bán vào rồi nó chối vô cái dao nhìn không thấy được rõ, quá trời mỏng lét luôn ha. Đỡ rồi, làm thêm tép nữa đi, nghèo giàu gì không biết nữa, hết nội về ngoại xin ăn. Đó, con bào đây ha, con đó cũng bán tiệm á nha, không có chơi à, bào của hình đỏ rồi á, đó bán tiệm mà bán rồi bán giết rồi bán đó, bán luôn cái tiệm rồi giờ về cũng làm lò gèn á. Đó, đây cái cuối cùng của nó đây. Đó, cuối cùng đây vừa bỏ vô con dao luôn, con liếc ngang cái hết luôn ha. Đó, nói cho anh chị rồi, để màu mè hoài không biết nữa, xong thiên
Rồi, quá phá, bữa nay cũng phá quá trời. Quá phá cô chú anh chị ơi. Xả ướt rồi ôi đủ kiểu đó. Ngoài này nữa, bầu bí nữa, rồi bầu thì mình mớp thì mình xào ha. Cái này mình nấu canh chua. Rồi, quá trời rồi. Quá bài quá bài. Rồi, thôi con cũng chào chú anh chị mình đi cô chú anh chị ơi. Rồi hẹn clip sau con sẽ lên cái gì cho cô chú anh chị mình xem nữa ha. Rồi. Con cũng xin cảm ơn cô chú anh chị mình trong thời gian qua đã ủng hộ con và đặt hàng con ha, tin tưởng con đặt hàng con ha cô chú anh chị. Rồi, thôi vậy con cũng xin tạm xuống clip ở đây cô chú anh chị. Con cũng cầu chúc cô chú anh chị mình buổi tối bên người thân và gia đình mình ăn lành và hạnh phúc cô chú anh chị. Dạ, thôi con xin xuống clip đây ạ. Dạ.